Xin chào cả nhà, em lên sóng tiếp con robot Roomba. Em để mã số 3 này. Cái máy này nó có cái model là 780. Một con máy hình thức còn rất là đẹp, tổng thể nguyên bản còn rất là mới ạ. Có các cái chức năng hẹn giờ đầy đủ các bác nhé. Hẹn giờ, hẹn ngày đầy đủ, tất cả các thứ ngày tháng đầy đủ hẹn. Đấy, rất ok luôn. Các tính năng chống rơi cầu thang. Chống rơi cầu thang. Con này thì em bán là 3,5 triệu bao kè, bao giờ gồm một mà kèm một bộ đốc sạc này. Một đốc sạc này các bác nhé, và một cái tặng kèm một cái chổi. 3,5 triệu. Tình trạng máy hoạt động hoàn hảo. Model 780. Model 780 nhé. Chổi lắp mới rồi. Mọi chức năng bọn này pin đã được thay mới ok, bánh xe mọi thứ hoạt động tốt. Đấy. Bảo hành 3 tháng giá 3,5 triệu. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Xin chào cả nhà. Lên clip ngắn gọn vậy thôi ạ.